Con này cũng của Đức luôn nha anh em. Leo bút nè. Con này nó cũng chạy bốn sò sát lớn á nha, sau rồi nè. Nhưng mà nó không ra tiếng anh em mà. Con này bán cho anh em 2 triệu vừa nghiên cứu nha. Xài nó sẽ lớn lắm này. 62 nha. Đây cái lưng của nó này, gỗ nha. Chỗ đó có 4 sò sát này nha, 4 con sau lưng này nè. Con này là Leopold 5091 nha. Nghe tình trạng này, thiếu nút này. Nằm nút đây, quay cái nút chỗ đây nè. Nút xoay đài nè. Con này nó chơi được bát 30 nha nè. Nếu mà mấy cái lo của Đức nó chơi được bát 30 nha. Nó bên Đức như vậy nha. Không có sửa gì hả anh em. Anh em coi lại nha. Nút nguồn nè. Đó, cơ cho đèn nó còn đẹp. Ở dưới đó mình còn một con giống vậy nè, đây nè. Đó, con gỗ đen 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 đó, giống y chang luôn nha. Mình còn ở đây chắc tầm 3 con nha anh em, 3 con nha. Rồi, anh em là chơi Zalo số này nha. Con này bán 2 triệu nha anh em.